một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 2 đấu 2. Và đây sẽ là một trận đấu của một người em trai rất tuyệt vời của chúng ta ở trên nhóm Zalo, Hưng Nguyễn nha. Và sát cánh với Hưng Nguyễn ngày hôm nay sẽ là An Sinh, cũng chính là một người anh trai rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Gossip TV ở trên nhóm Zalo. Chúng ta sẽ có một trận đấu của các người chơi ở level 19 và level 20. Ngay từ những phút đầu tiên thì Hưng Nguyễn cũng đã cố gắng triển khai thật nhiều các đơn vị lính 1 rồi. Tốc độ triển khai quân là rất nhanh. Đây là một trong những cái bản đồ cũng khá rộng lớn và sẽ có một đường bờ biển bao quanh. Sẽ có hai thùng tàu nguyên lớn ngay lúc này. Liên đồn đã có sự xuất hiện của các đơn vị xe Fortress rồi. Xe Fortress có lực đam là rất tốt và hoàn toàn có đủ sức để chống lại các đơn vị xe bọc Coyote của chúng ta và đồng minh. Ở phía bên này thì Hưng cũng đang cố gắng hết sức mình để có thể chống lại với rất nhiều các đơn vị lính bộ bên xanh. Lính một bên các lực của liên đoàn có lực đam máu và giáp là tốt hơn so với chúng ta, thậm chí là đôi khi nó còn mạnh hơn cả những đơn vị xe bọc Coyote nữa nha. Hưng vẫn đang cố gắng hết sức mình để chiếm lấy tài nguyên và thành công rồi. Anh Sinh đang cố gắng sử dụng các đơn vị tàu cà đô cây bình để có thể chiếm lấy được cả thùng tài nguyên. Và Hưng cũng đã có được các đơn vị tàu cà đô cây bình rồi. Liên đoàn cũng đã có nhà hạ xuất hải quân. Và chúng ta cần phải tăng tốc nhanh hơn, chiếm lấy tất cả những thùng tài nguyên ở trên biển nha. Trung đội với Delta. Khi Delta đến thì chúng ta đã chiếm được hết tất cả các thùng tài nguyên ở trên biển ở khắp mọi nơi rồi. Ưu thế đang thuộc vào phía lực lượng của Hưng Nguyễn và An Sinh là rất lớn rồi đây. Quá tuyệt vời. Sa Lan cũng đã có được các đơn vị tàu Delta và họ cũng đang cố gắng trinh sát căn cứ của anh Sinh. Lộ hết bài vở rồi anh ơi. Liên đoàn cũng đã có sự xuất hiện của các đơn vị tăng 2, tăng Harper. Rất có thể đó sẽ là những kế hoạch tấn công nhanh rồi. Hero level 1 của Hưng đây rồi. Vừa di chuyển và vừa trinh sát ở phía bên trong căn cứ lượng của liên đoàn. Hưng lái Hero level 1 là rất tốt nha. Anh em đã thấy một cách quá rõ ràng là những trận đấu có Hưng Nguyễn thì chúng ta sẽ thường thấy rất nhiều sự xuất hiện của các đơn vị Hero, đặc biệt là đơn vị Hero level 1 SWAT nha. Hưng đang bắt đầu triển khai những đơn vị Dragonfly với rất nhiều các đơn vị lính bộ binh. Vẫn còn có một thùng tàu biển ở vị trí này. Mặc dù là liên đoàn cũng đã xuất hiện rồi, nhưng với đơn vị Hero level 1 của Hưng Nguyễn thì chúng ta đã chiếm được tài nguyên. Một sơ suất của liên đoàn với một thùng tàu biển ở rất gần với căn cứ lực lượng của liên đoàn. Lâu lâu chúng ta cũng vẫn hay bị như vậy anh em ơi, vẫn bỏ sót những thùng tài nguyên.
Thân nguyện lại Hero 1 thật sự là quá tốt đi mà. Lĩnh hai cậu buôn bằng và hưng nguyện thì cũng rất khó đâu đây. Khả năng tránh né của đơn vị Hero Level 1 là quá tốt luôn rồi. Hay quá hưng ơi. Đụng độ với sạc lôn. Rút lui rồi. Đánh trực diện ở đây ơi. Cứ nghĩ rằng Hưng Nguyện sẽ rút lui nhưng không phải. Lâu lâu em ấy vẫn quay trở lại để đối kháng trực tiếp với Yeder vì lính bộ binh và đồng thời là cả sạc lôn bằng các lực của Liên Đoàn. Hưng Nguyện đang cố gắng đưa đơn vị Hero ra phía bên ngoài biển rồi. Và Liên Đoàn cũng đã rút lui cái đơn vị sạc lôn. Phục thứ 8 rồi nha. Sẽ có hai thùng tập lớn tiếp theo ở ngay lúc này. Dân Đức Lam cũng đã bắt đầu có được sự xuất hiện của các đơn vị tăng rớt và các đơn vị xe phòng không. Anh Sinh đã có được các đơn vị Dragonfly. Bên cạnh phía bên này thì Hưng Nguyện vẫn tiếp tục sử dụng đơn vị Hero Level 1 nha. Washington cần 2. Một đấu 2 sạc lô đó em ơi. Và ngay lập tức thì chúng ta có sự tăng cường thêm của các đơn vị Dragonfly. Và chắc chắn là sạc lô 1 phải đi bán phế liệu rồi. Xong rồi. Rất tiếc là Liên Đoàn đã có thể chiến được tàn biệt. Và tiếp tục là Hero Bộ RT. Và ngay lập tức thì họ đang tổn thất rất nặng nề. Và lượng bóng của các đơn vị xe cơ giới hạng nhẹ của Liên Đoàn đã bị mất đi rất nhiều. Bốn đơn vị Dragonfly đã kết hợp với đơn vị Hero Level 1 và chúng ta đang làm mưa làm gió ở cái cơ lượng của Liên Đoàn. Dragonfly chịu không đổi rồi rút lui thôi. Anh Sinh đang cố gắng triển khai full các đơn vị không quân. Nhưng đơn vị chỉ đấu cơ nhiều hầu. Phục thứ 10 rồi và Hưng Nguyện cũng đã có được các đơn vị pháo tầm xa 3 bớt nha. Chính của anh Sinh đã được ở level 5 và Hưng Nguyện đang tổ chức một đợt tổng tấn công với những đơn vị Dragonfly, lính bộ binh 2, ma mất và cả các đơn vị xe diễm nữa nha. Di chuyển thôi. Đến với cái cơn lượng của sạch nước biển ở đây rồi. Đụng độ với sạc luôn. Lính bộ bên 2 cũng đã xông lên và sẽ chống lại cái đơn vị tăng rớt kết hợp với việc phá hủy đi các tòa nhà công sự rồi. Và pháo ma mất cũng đang ở phía đằng xa bắn phá liên tục vào cái đơn vị tăng rớt và cái lượng vinh vua. Một đợt combat tổng lực rất hay với sự kết hợp của rất nhiều các đơn vị lớn nha. Hero 1 cũng đã ulti và ngay lập tức thì lực lượng của Liên Đoàn đã tổn thất đi rất nhiều các đơn vị xe cơ giới và bị phá giáp rồi. Ta vẫn còn có lính bộ binh 2 đang tràn vào phía bên trong và bắn phá bằng các tòa nhà công sự rồi. Quay rồi Hưng ơi. Đi phổ rất nhiều các loại lính như thế này là rất khó nha.
Một đơn vị tăng rất đang cố gắng bắn phá và phá hủy đi các đơn vị xì pháo tầm xa của chúng ta. Và lính bộ binh hai của Hưng cũng đã đi bán phế liệu hết cả rồi. Đúng đó rồi. Torrent và các đơn vị ba boss rồi. Chúng không đổi và các đơn vị tăng dắt bởi các lực lượng của Liên Đoàn. Và sẽ tiếp tục có thêm những thùng tăng quyền lượng ở phút thứ 13. Có sự xuất hiện của Cyclone. Cảnh phía bên đây thì Liên Đoàn cũng đã vừa mở trên xác căn cứ lực lượng của Anson, nhưng rất tiếc là anh trai đã có được một đơn vị không quân. Cực cảnh lên rất nhiều các đơn vị không quân và ngay lập tức thì các đơn vị trên xác cũng đi bán phế liệu hết cả rồi. Liên Đoàn đã có dấu hiệu tiến công vào căn cứ lực lượng của Hưng rồi. Có lẽ là họ sẽ tranh thủ chiếm lấy tài nguyên trước đã rồi anh em ơi. Tàu Delta mà có nhất thiết là anh xin phải cất cánh rất nhiều cái đơn vị không quân như vậy không anh ơi? Sân Lam cũng đang có rất nhiều cái đơn vị tăng sớm xe khi và cả cái đơn vị xe phòng không. Anh xin đang sử dụng cái đơn vị không quân và liên tục bắn phá vào cái đơn vị xe cơ giới của họ rồi. Và tiếp tục là một đợt có bán tổng lực của Hưng Nguyễn và lực lượng của Sân Đức Miền ở phía bên đây. Sân Đức Miền đang bùng phá rút lui rồi. Hero 1 vừa mở anti phá giáp rồi và Hero 1 cũng đã đi bán phế liệu, nhưng chúng ta cũng đã có đủ sức để có thể bắn phá và cái đầu bởi xe cơ giới của phía lực lượng của Liên Đoàn. Kế hoạch của Hưng là xông thẳng vào chính giữa của cái đầu bởi xe cơ giới từ phía lực lượng của Liên Đoàn của Sân Đức Miền và sau đó là bắn phá nha. Sử dụng Hero 1 để có thể phá giáp được các đơn vị xe cơ giới hạng nặng hơn, làm suy yếu đi đơn vị đó của phía lực lượng của Liên Đoàn và ngay sau đó là tấn công. Hưng Nguyện vẫn tiếp tục triển khai ra một đơn vị Hero Level 1 và đồng thời là các đơn vị Dragonfly kết hợp với lính bộ binh 2. Đấu cơ của Anson đang bay ở trên không rất đông rồi. Mục tiêu sẽ là chỗ nào đây? Căn cứ Sân Lam, trung tâm chỉ huy rồi anh em ơi. Mặc dù là Liên Đoàn đã có được rất nhiều các đơn vị xe phòng không, nhưng với số đông các đơn vị không quân của Anson như thế này thì trung tâm chỉ huy sập đổ là điều quá chắc chắn rồi. Có đến tầng 8 sân bay. Chúng ta đã có được rất nhiều tổn thất ngay lúc này. Đã mất khoảng 5 đơn vị không quân, 8 đơn vị không quân anh em ơi. Tuy nhiên thì đánh đầu lại là trung tâm chỉ huy bên các lực lượng của Liên Đoàn đã bị sập đổ hoàn toàn. Như vậy là cũng quá lời rồi. Họ sẽ cần phải mất quyền sử dụng item để có thể triển khai lại một trung tâm chỉ huy khác rồi. Sơn Lam cũng đang tổng tiến công vào các lực lượng của Azen. Sân Đức Miền bắt đầu tiến công rồi. Chiến đấu cơ của Anson cũng đang bay ở trên không để có thể ngay lập tức chống trả lại các đơn vị tăng dân cũng như là các đơn vị xe phòng không và các lượng của Liên Đoàn của Sân Đức Lam. Đó chính là một đợt đáp trả, một cơn giận dữ từ các lượng của Liên Đoàn với các đơn vị tăng dân rồi.
Arsenal đang rất chật vật để có thể đối kháng lại với các đội vệ xe phòng không Typhoon khi họ được boost hỗ trợ của King. Tăng giật với lực giáp được boost lên rất nhiều và cũng đã tiến rất gần với căn cứ của Arsenal và trí đấu cơ của Arsenal cũng đã làm hết sức mình rồi. Và Hưng Nguyễn cũng đang đụng độ với lực lượng của liên đoàn của Sân Đất Miền ở vị trí trung tâm của bản đồ. Và ngay lập tức thì em trai cũng đã đánh trả tổng lực và căn cứ lực của liên đoàn của Sân Đất Miền rồi. Những đơn vị lính bộ binh liên đoàn đã tiến sâu vào phía bên trong và đã có những sân bay, những tòa nhà sản xuất máy bay cũng đã sắp đổ hoàn toàn. Vẫn còn quá đông các đơn vị tăng giật rồi. Giao chiến tổng lực ở khắp mọi nơi. Arsenal sắp mắc đến trung tâm chỉ huy. Vẫn còn khoảng hơn 10 đơn vị tăng giật rồi và chiến đấu cơ của Arsenal vẫn đang bay ở trên không. Dragonfly của Hưng đây rồi. Lính bộ binh của Hưng cũng đang làm mưa làm gió ở các cứ lượng của Liên Đoàn. Anh em cũng đã thấy được rồi, lính bộ binh của Hưng được nâng cấp rất chi là mạnh mẽ nha. Arsenal đã mất đến trung tâm chỉ huy. Liên Đoàn vẫn còn có 4 đơn vị tăng giật ở phía bên trong. Êm rồi, Sân Đất Miền đã quay trở về căn cứ để chống lại các đơn vị lính bộ binh 2 từ phía lực lượng của Hưng Nguyễn rồi. Mọi thứ đã êm. Anh Sơn đang cố gắng sử dụng lại một quyền sử dụng item, bút lại trung tâm chỉ huy. Hưng cũng đã rút tất cả các đơn vị Dragonfly quay trở về căn cứ rồi. Đã có một cơn khủng hoảng ăn miếng trả miếng với nhau khi chúng ta đã tổng công kích, tấn công và đánh sập được tòa nhà trung tâm chỉ huy bên các lực của Liên Đoàn và ngay lập tức thì họ cũng đáp trả cho chúng ta. Hưng Nguyễn lại tiếp tục tiến công và đụng độ với lực lượng của Sân Đất Miền ở vị trí của thông tâm nguyên lớn ở vị trí trung tâm của bản đồ. Aerobot vừa mới ăn tìm và ngay lập tức thì các đội đồng thời các đội Green Dragonfly đã chớp lấy thời cơ. Bắn phá và đi được rất nhiều các đội vệ tàu rớt cũng như là các đội vệ xe phòng không tại phần. Nhưng Liên Đoàn vẫn còn có các đội vệ xe bắn tên lửa tầm xa kết hợp với các đội vệ lính phun lửa thì lính bộ binh của Hưng đã không trụ nổi rồi. Chúng ta chỉ còn có Dragonfly và một đơn vị Hero Level 1 mà thôi. Chỉ đấu cơ của Arsenal cũng đang bay ở trên không. Wasp đã rút lui. Tình hình đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi Liên Đoàn đã chiếm được liên tiếp các thông tà quyền. Cần phải triển khai những phương án phòng thủ căn cứ ngay lúc này thôi. Ngay lập tức thì Hưng đã triển khai được rất nhiều những tòa nhà sản xuất lính bộ binh rồi. Em trai đã triển khai ngay lập tức khoảng 7 nhà sản xuất lính bộ binh với 3 nhà. Tổng số là 10 tòa nhà sản xuất lính bộ binh rồi nha. Còn bên cạnh của anh Sinh cũng đang rất chật vật để có thể khôi phục lại được hoàn toàn căn cứ của anh ấy rồi. Tiếp tục là chiến đấu cơ của anh Sinh. Liên Đoàn vẫn đang cố gắng hết sức mình sử dụng các đội vệ tăng rớt để cố gắng chiếm lấy được các thông tà quyền. Rớt thật sự là có máu và giáp quá trâu và chắc chắn là họ sẽ chiếm được tà quyền rồi. Còn có đúng một thông tà quyền nữa thôi. Anh em có thể thấy được rằng lực lượng của Hưng rất thích chơi các đơn vị lính bộ binh già, lính một và cả lính hai. Và bây giờ thì em trai cũng đang cố gắng triển khai thêm các đơn vị xe diễn kết hợp với các đơn vị Dragonfly và vẫn là đơn vị Hero Level 1 của chúng ta. Còn cánh của anh Sinh là chơi các đơn vị không quân. Tiếp tục là lái bay. Bắn phá và nhà sản xuất chết chuyên dụng rồi. Chiến đấu cơ của Arsenal có tốc độ bay là rất nhanh, lực đạn cũng là rất tốt. Chắc chắn đã được nâng cấp mắc ở level 20. Đồng độ với Sạc Lô và Liên Đoàn cũng đang tổng tiến công anh cứ lực lượng của Hưng Nguyễn rồi.
Phục thử IP4 của anh em ơi. Herobo AT trúng rồi. Và có một tập lĩnh một bên hai từ các lực của Hưng đang gọi như chỉ lên phía trên. Đầu súng vào khắp mọi nơi. Cố gắng giữ vững lại chân địa vào lúc này. Lyon có tăng dân và xe khiên và chúng ta đã chống lại hết sức mạnh rồi. Herobo cũng đã đi bàn với liều bắt rồi còn đâu. Tiếp tục là lực một bên hai của Hưng đang di chuyển lên phía trên. Cố lên em ơi, gạch trụ được hay không đây? Liên đoàn còn có cả các đơn vị sẽ bắn tên lửa tầm xa và chúng ta sẽ rất khó khăn để có thể giữ vững được trận địa với các đơn vị lịch trình con các đơn vị lịch bộ binh. Như vậy là không ổn rồi. Và Hưng đã bao di chuyển được các đơn vị lịch bộ hai đơn. Căn cơ lực lượng của Liên đoàn của sản xuất biển thành công và đang bắn phá một tòa nhà sản xuất xe quân sự rồi. Chỉ động cơ của anh Sinh cũng đã kéo qua để có thể hỗ trợ cho lực lượng của em trai. Vẫn còn quá nhiều các đơn vị tàn sát rồi. Có trụ được hay không đây mới là một vấn đề rất khó vào lúc này. Liên đoàn cũng đã phòng thủ căn cứ thành công. Chúng ta đã giữ vững lấy từng căn gà một anh em ơi. Đã có rất nhiều tổn thất rồi. Quá mạnh mẽ và quá uy lực với các đơn vị tàn sát kết hợp với các đơn vị xe khí. Ta đã tổng thất thêm rất nhiều các tòa nhà công sự ở lâm này. Còn trông chờ vào đồng minh lực lượng của anh Sơn với các đơn vị không quân mà thôi. Tiếp tục là Hero 1 rồi. Ở đây. Sành được làm của đầu tiên công tổng lực và căn cứ lực lượng của anh Sơn. Toàn rồi. Anh Sơn đã đứng trước một lựa chọn là phải giữ lấy một căn cứ của một bên thôi. Không thể giữ được cả hai rồi. Theo mình thấy thì anh Sơn cần phải giữ vững trận địa căn cứ lực lượng của anh Sơn trước đã. Phải bảo to được lực lượng trước khi tiếp tục phản công và cứu lấy đồng minh. Dù thao sao thì Thanh Lam cũng là ít các đơn vị xe cơ giới hơn. Còn căn cứ của Hưng thì thật sự đã không còn có sức để trụ vững trước quá nhiều các đơn vị tao giỡn được rồi. Đồ đã thành công khi cố gắng đưa trận đấu về thế 2-1 rồi. Thần Nguyễn chỉ còn đúng có một đơn vị Hero. Và đó cũng chính là đơn vị chủ lực nhất của Hưng Nguyễn già. Đồ cơ động rất cao. Di chuyển được ở khắp mọi nơi và có thể chiến lấy được các thông tác quyền. Còn nước là còn tác và còn Hero 1 thì vẫn còn có cơ hội nha. Và đặc biệt thì Hưng Nguyễn vẫn còn có khoảng hơn 2.000 tài nguyên. Khá là căng thẳng rồi, chúng ta đang phải đương đầu với hai người chơi cùng với là cấp level 20. Bây giờ trông chờ vào anh Sơn thôi. Và tất nhiên là Hưng Nguyễn vẫn còn có cơ hội nha. Như vậy là Liên đoàn đã rời đi và đã cho Hưng Nguyễn được có được một cơ hội rồi. Ta lại có cơ hội rồi anh em ơi. Và Liên đoàn vẫn để lại một đơn vị lính phục lừa để trinh sát tình hình nha. Nổ súng rồi. Triển khai rất nhanh, rất nhiều các tàu nhà công sự ngay lúc này.
tiếp tục đụng độ với lực lượng của Sanders Club. Em trai đã triển khai được full cả 4 nhà xuất lính bộ binh ở ngay level 1 rồi. Ngay lập tức thì Cyclone cũng đã kéo qua. Như vậy là Liên Đoàn cũng không phải cho chúng ta là có cơ hội đâu. Vẫn còn để Cyclone như thế này để nắm thành phần chắc chắn rồi. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Anson thì Kader với Cyclone cũng đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi. Nhưng ngay sau đó là rất nhiều Kader với Tazos và cả lính bộ binh. Hưng Nguyễn lại tiếp tục phải rút lui vào phía bên trong rồi. Như vậy là quá rõ ràng là Lindo đã không cho chúng ta có bất kỳ một cơ hội nào đâu. Với sự hỗ trợ từ trên không từ các đơn vị không quân và Hưng Nguyễn vẫn đang cố gắng chống trả tới cùng cởi các đơn vị tăng dấp bằng các đơn vị lực một mình một reply bên thôi. Do thật sự là quá mạnh mẽ với sức mạnh từ các vị thần. Bắn phá những khẩu pháo thật sự là chất lượng. Lực đạn rất lớn và đồng thời lực dép cũng rất trâu. Vẫn còn có 3 đơn vị xe bắn tên lửa to đần ở phía đằng xa. Xong rồi. Chiến đấu đến những người lính cuối cùng anh em ơi. Truy đuổi theo phía đằng sau. Ném đủ đạn như không trúng rồi. Nổ rồi. Quá tuyệt vời. Tiếp tục là các đơn vị tàu Delta. Và ngay lúc này lực lượng của Anson cũng đang phải chống trả lại với các đơn vị tăng sát từ các lực lượng của Sanders Club. Hero 1 của phía lực lượng của Hưng cũng đã đi bán phế liệu ngay sau khi đụng độ với quá nhiều các đơn vị tăng sát và các đơn vị xe phòng không tài phần từ các lực lượng của Liên Đoàn của Sanders Club. Phục thử 32 rồi. Ở đêm tới trận đấu này nó như thế nào, đánh có đủ phê hay không? Thì hãy cứ bình luận cảm nghĩ của đêm vào trận đấu này ra một trận đấu của Hưng Nguyễn của chúng ta. Cùng với Anson, những người bạn rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn của Sao Bình TV ở trên nhóm Zalo. Được sát cánh với nhau là những điều rất tuyệt vời của những người bạn rồi. Những người đồng chí đồng đội với nhau. Sát cánh cùng với nhau cùng với những trận đấu 2 đấu 2 và chúng ta cũng rất mong chờ những trận đấu 3 đấu 3. Mà chúng ta có thể được kết nối với nhau nha. Hy vọng rằng nhà phát hành sẽ sớm triển khai chế độ tạo room. Hưng Nguyễn và tiếp tục triển khai thêm các đơn vị lính bộ binh một kết hợp với các đơn vị xe diễm rồi. Hỗ trợ nhiệt tình cho Anson. Phục thử 33 và mọi thứ vẫn còn tiếp diễn nha. Chưa kết thúc đâu. Thật sự là mấy ngày hôm nay mình cũng hò rất nhiều nhưng vẫn cố gắng để tiếp tục làm clip phục vụ anh em giải trí một cách nhiệt tình nhất nha. Anh em hãy nhớ bình luận và bấm like và hãy nhớ bấm đăng ký kênh và kết bạn Zalo với mình theo số 0924762081. Chúng ta hãy cùng vào nhóm Zalo cùng kết bạn với những người bạn tuyệt vời. Tiếp tục là chiến đấu cơ và đã đánh sắp được trung tâm chiến binh các lực của Liên Đoàn của Sanders Club rồi. Quá hay anh Sơn ơi. Và gần như là tất cả các đơn vị xe phòng không cũng như là các đơn vị tăng sát từ các lực lượng Liên Đoàn đã không chùng nổi với các đơn vị không quân từ phía lực của Anson. Tiếp tục là lính bộ binh, lính phun lửa và đồng thời là các đơn vị tăng sát xe phòng không và cả các đơn vị xe bắn tên lửa tầm xa Torrent. Và Hưng Nguyễn là tiếp tục chơi với lực lượng của Liên Đoàn của Sanders Miền rồi. Xe diễm đang có những khẩu súng 6 nòng bắn liên tục vào các đơn vị lính 3. Xe diễm có lực dẹp là rất tốt cho nên có thể chống lại các đơn vị lính bộ binh già. Sơn Lam thật sự là không còn gì với lực lượng không quân của Anson rồi. Quá hay anh ơi. Chống trả thôi.
Những khẩu súng bay sau đọc từ các đầu vệ xe diêm thật sự là rất mạnh mẽ và uy lực nha. Đó là những lợi thế nhất định từ các lực lượng của hai chiến đấu ta và tiếp tục chiến đấu với các đầu vệ tăng giới thôi. Chiến đấu cơ quan dân gần như đã xóa sổ hết các lực lượng của sân Đức Lam rồi, quá hay anh ơi. Kéo qua hỗ trợ đầu bên này không anh ơi. Hết xăng rồi, quay trở về sân bay và nạp thêm nhiên liệu thôi. Và Hưng Nguyễn chúng ta vẫn đang tiếp tục phòng vệ căn cứ bằng mọi giá và chơi tới cùng với lực lượng của Liên Doan. Rất nhiều những quả lựu đạn khó được ném ra và tăng sức của phiến lựu của sân đất Mỹ đã trùng không nổi với cả đội về lực lượng của chúng ta. Quá ho rồi anh em ơi. Ở đầu năm thì mình cũng đã có cả một tháng trời ho rất nhiều và khàn cả tiếng. Và bây giờ là đến tháng 9 rồi, vẫn tiếp tục thêm một cơn ho nữa anh em ơi. Nhưng mình vẫn hết sức cố gắng để có thể phục vụ anh em giải trí một cách tuyệt vời nhất nha. Vẫn lên clip đều để có thể phục vụ anh em giải trí. Và những clip lần này sẽ có sự góp mặt của những đơn vị ở rank tướng nữa anh em ơi. Phục vụ anh em một cách nhiệt tình nhất nha. Hãy đừng tiếc giữ lượt like và chúng ta hãy cùng lan tỏa con game Áo Quân 3 này để cộng đồng Việt Nam ta được giải phát hành chú ý tới. Tiếp tục là không quân của anh Sinh đánh phá vào căn cứ lượng của Liên Đoàn của sân nước biển rồi. Trung tâm chú ý đi bán phế liệu rồi, quá hay anh ơi. Ngay lúc này thì căn cứ của Hưng vẫn đang phải chống trả rất quyết liệt và lực lượng của Liên Đoàn và em trai cũng đã mất đi trung tâm chỉ huy. Sản nước biển cũng còn cái nịt đến nơi rồi. Anh Sơn thật sự đã gắn trận này rất hay. Và Hưng Nguyễn cũng đã cố gắng bám trụ lấy trận đấu lần này cũng rất tuyệt vời. Chỉ đấu tới cùng, tới những người lính tới cuối cùng cơ anh em ơi. Căn cứ của sân nước biển đã không còn gì. Họ đang cố gắng đưa trận đấu về thế 1-1 rồi. Với 7 sân bay và rất nhiều những nhà sản xuất máy bay, chúng ta thấy được rằng lực lượng không quân của anh Sinh thật sự là rất mạnh mẽ và uy lực nha. Xóa sổ được gần như là hoàn toàn các lực lượng của sân Đức Lam và cả lực lượng của sân Đức Biển luôn rồi. Và căn cứ của Hưng thật sự cũng không còn gì để ngờ rồi. Nhưng không sao cả anh em ơi, chúng ta vẫn còn tài nguyên. Chỉ đấu cờ của anh Sinh đang bay ở trên bầu trời. Và ngay lập tức thì các đơn vị sẽ bắn tên lửa tầm xa cũng đã đi bán phế liệu và Zed cũng đã chịu chung số phận rồi. Rất sạch sẽ, không còn gì cả. Vẫn còn sang và tiếp tục bay ở trên bầu trời của căn cứ lượng của sân Đức Biển rồi. Liên Đoàn sắp toàn rồi, không còn gì nữa cả rồi anh em ơi. Anh em thấy trận đấu này nó như thế nào, đánh ra làm sao thì hãy cứ bình luận nha. Và có lẽ là chiến thắng thuộc về phía lực lượng của chúng ta rồi. Có lẽ là Liên Đoàn đã từ bỏ cuộc chơi. Một trận đấu rất hay của anh Sinh cùng với Hưng Nguyễn. Chúng ta hãy cho tất cả mọi người thêm những lượt like. Xin được phép cảm ơn 4 người chơi. Cảm ơn tất cả mọi người. Thấy hay thì hãy nhớ bấm like anh em ơi. Hãy nhớ kết bạn Zalo với mình theo số 0924762081 nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những trận đấu tiếp theo. Chiến thắng rồi. Sức mạnh từ không quân của anh Sinh thật sự là quá đẳng cấp. Hưng Nguyễn cũng đã phải cố gắng rất nhiều trong trận đấu lần này và chiến thắng là của chúng ta. Even when you feel
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the... Nói thật cạn và dù chậm thật khó, và sẽ khỏi nước đó và bom cứ rơi. Và tao luôn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Hãy nhớ bấm like và hãy luôn subscribe nha. Hãy luôn kết bạn Zalo với tao theo số 0924762081, và chúng ta hãy cùng vào nhóm Zalo và cùng sát cánh với tất cả mọi người. Và chắc mỗi trận chiến sẽ không có ai là thua cuộc, và với tao mỗi trận chiến sẽ luôn sát cánh cùng anh em. Nói thật rằng những trận khó sẽ khỏi đứng đó và tao bay. Chỉ cố gắng những trận đó tăng dẫn đứng đó và bóp rì. Yo, tất cả sẽ luôn có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngô Sơ Việt TV. Và hãy luôn nhớ bấm like và hãy nhớ bấm subscribe nha. Kết bạn Zalo với tao, và tất cả sẽ cùng được sát cánh với nhau và cùng được lên TV.